đi lên financial aid là rung cầm cập như vậy nè, tại vì lỡ mà nói người ta không hiểu rồi cái bây giờ cái thông tin mình muốn, vì đây là tiền học miễn phí mà bây giờ mình không hiểu thì là chết rồi. Hello, 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 welcome back to my channel và American Chuyện Chưa Kể. Hôm nay Hào sẽ kể lại với tất cả các bạn cái thời gian đầu tiên mà Hào qua Mỹ. Ở đây nếu mà bạn nào đang sống và định cư tại Mỹ có thể đồng cảm và thấu hiểu với những cái gì mà Hào sắp nói ra đây. Và nếu như mà các bạn có những cái câu chuyện nào mà muốn chia sẻ thêm thì đừng quên là để lại những comment hoặc là những nút like cho cái video này nhé. Đây sẽ là một cái câu chuyện nhiều tập mà đi từ bắt đầu cho đến kết thúc, chứ không phải là họ sẽ nhảy vào những cái điểm nổi bật. Nên là những cái thông tin mà họ chia sẻ với tất cả các bạn sẽ rất là personal, là rất là cá nhân và rất là thật lòng, để mà hy vọng tất cả các bạn mà chuẩn bị qua Mỹ, có ý định đi qua Mỹ sẽ xem đây là một trong những cái vấn đề để mà tham khảo, để mà cái chuẩn bị cho mình một cái nền tảng thật là kỹ càng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ở cái tập ngày hôm nay. Cái thời gian đầu ở Mỹ ấy, nó rất là khó khăn. Họ không có muốn là đe dọa hay là làm các bạn hoảng sợ đâu, nhưng mà Hà nghĩ rằng chuẩn bị tâm lý là một cái điều rất là quan trọng và cần thiết, bởi vì mình không biết được cái gì nó sẽ đến với mình. Nếu như mà các bạn là du học sinh thì các bạn cũng sẽ trải qua những cái khó khăn có thể là gần như vậy, nhưng mà những cái người mà sống và định cư á, thì cái cuộc sống và những cái họ phải đối mặt á, nó khác với những cái người bạn du học sinh. Mà ở đây á, là chỉ chia sẻ cái câu chuyện của mình thôi, đồng ý là mỗi người, mỗi gia đình sẽ có mỗi hoàn cảnh khác nhau. Hà rất là may mắn khi mà đi qua đây có được sự giúp đỡ của cô, gia đình của cô mình và cũng như là bà nội. Thì thời gian đầu là ai qua Mỹ cũng sẽ ở với người thân hết các bạn ạ. Bởi vì các bạn thực sự là ở với người thân sẽ giúp đỡ được các bạn rất là nhiều thứ. Cuộc sống ở Mỹ á, là đúng như là mạnh ai nấy lo, tự thân vận động. Sẽ không có ai mà lo cho mình, nhưng mà người thân của mình đã giúp đỡ mình được những cái bước đầu tiên là có điều rất là đáng quý. Hà ở là Washington, Seattle là ở bên bờ Tây, là gần với lại Canada, Vancouver nha các bạn, không phải là ở Washington DC là ở bên bờ Đông đâu. Thì bên Hà lúc mà Hà qua đó là tháng 4, là khoảng thời gian này, đúng rồi, bây giờ là 9 năm Hà qua Mỹ. Thì lúc đó là Hà ở nhà nhiều lắm các bạn, tại vì tháng 4 là mới qua mà lúc đó đã trễ cái thời gian đi học rồi, nên là phải đợi tới mùa hè thì Hà mới có thể đi học ESL được. Thì ESL là cái English as Second Language, là ai qua đây mà tiếng Anh không giỏi là cũng phải học, và ai qua đây cũng phải thi được cái vô cái lớp ESL từ level 1 đến level 6 là bên cái bang Hào ở. Thì tùy mỗi một bang á, thì các bạn sẽ đi học theo cái kiểu nào. Bang Hào là học quarter, là xuân hạ thu đông là đi học. Có nhiều bang khác thì đi học là semester, là học như hồi ở Việt Nam, học kỳ 1, học kỳ 2. Thì không có rành về cái đó, nhưng mà bên Hào á, khi mà đi học á, là các bạn sẽ học xuân hạ thu đông, đúng không? Thì mỗi một mùa các bạn sẽ đi học khoảng 3 tháng, rồi các bạn nghỉ khoảng 1 tháng. Thì tùy mùa mà cái thời gian của các bạn sẽ nghỉ ngắn hay dài. Nếu mà bạn nào mà qua đây á, mà vừa qua là có thể mà đi học liền á, là cái điều rất là tốt. Nếu như mà các bạn nào mà qua đây mà phải ở nhà như Hào trong vòng 3 tháng á, thì 3 tháng đó là 3 tháng rất là cực hình các bạn ạ. Tại vì thứ nhất là hồi đó tiếng Anh Hào rất là dở, Hào cũng nói rồi, mà cũng không có biết là học ở đâu, mà ở nhà thì cũng tự học thôi, nhưng mà không, rất là sợ, rất là ngại giao tiếp. Nên là Hào khuyên các bạn nào mà nếu mà qua Mỹ mà phải ở nhà để bắt chước khi mà đi làm một cái gì á, là các bạn nên trao dồi tiếng Anh. Thứ nhất là không cần phải là ngữ pháp này nọ, các bạn chỉ cần là nghe nói thôi, thì hai cái là cái rất là quan trọng. Thì sau đó rồi bạn mới bắt đầu đi học ở trong trường, thì các bạn sẽ học dần thêm, phát triển cái khả năng tiếng Anh của mình lên. À, một điều nữa là nếu như mà các bạn muốn đi học ở bên này á, thì các bạn phải có số social và thẻ xanh. Thì hai cái đó đó, khi mà bạn đến sân bay á, thì bạn sẽ làm giấy tờ thủ tục, thì bạn không cần phải làm gì nữa hết, bạn chỉ về nhà bạn đợi khoảng 2 tuần đến 1 tháng rưỡi là bạn sẽ có social và sẽ có thẻ xanh để đi học. Cái thời gian mà đi học ESL á, thì khi mà đi học ESL bạn mà đã có thẻ xanh rồi á, thì nó chỉ có 25 đồng thôi, thay vì du học sinh á, là phải học
phải trả tiền tới mấy ngàn một quarter để mà đi học tiếng Anh. Khi mà học tiếng Anh á, nếu như mà các bạn là những cái người mà học tiếng Anh không giỏi ở Việt Nam á, thì nên nhớ là các bạn phải qua đây á, mình sẽ bị sốc cái cách mà giao tiếp cũng như là cái mà ngữ âm hoặc là cái accent, là cái giọng điệu của họ. Tại vì theo như Hào biết á, là ở Việt Nam á, mình học tiếng Anh của người Anh thì cái accent của người Anh á, nó khác. Mà bên này cái tiếng Anh là tiếng Anh của người Mỹ. Như một cái từ ví dụ nhá, đó chính là màu đen là black, đúng không? Thì ở Việt Nam á, thì thầy cô giáo mình á, dạy là black. Black là cái accent, là cái kiểu của người Anh. Nhưng mà Việt Nam mình thì lại học và không có nói được cái kiểu accent của người Anh nên nó bị lớ. Qua đây á, nói cái chữ black không có ai hiểu là black là cái gì hết, mà nó phải là black. Ví dụ như là cái cặp là back, thì Việt Nam mình sẽ đọc là back. Là cái accent đó, là khi mà nếu bạn qua Mỹ bạn sẽ phải đổi hết và phải học lại hết tất cả những cách phát âm ngay từ đầu, nên đó là cái điều rất là cực. Bởi vậy tại sao mà cái video trước Hào nói các bạn nếu muốn học tiếng Anh á nhanh và giỏi, các bạn phải nên xem rất là nhiều TV và nghe rất là nhiều những người mà TV người ta nói đó, thì mình sẽ nghe được cái chữ đó thì mình sẽ lặp lại cái chữ đó lì, là hồi đó mà học như vậy, nên là mình sẽ cái phát âm của mình nó sẽ tiến bộ hơn. Hồi đó đó Hào đi qua đây học ESL là English as Second Language là Hào học khoảng 6 tháng là xong rồi. Bởi vì hơi là Hào thi lên được vô được level 4, học lớp 4, lớp 5, lớp 6 là xong. Rồi sau đó là đi học vô college. Hào chỉ các bạn cái cách mà đi học college nhé. Ngày xưa đi học college cũng không có biết nhiều tiếng Anh đâu, tại vì mới có 6 tháng ở Mỹ thôi. Thì cái lớp mà đầu tiên mà họ lấy ở trong college là toán. Tại vì Hào cứ nghĩ là toán là mình dùng công thức, mình dùng số nhiều, mình đâu có dùng nhiều chữ đâu, như là văn viết đâu, nên là toán là chắc cũng dễ và cái ok nhất. Nên là lúc đó là thực sự là lấy đại luôn á, không có ai chỉ là phải lấy cái gì. Nhưng mà các bạn cũng phải thi một cái test là để coi là bạn vô được lớp mấy, trong bắt đầu từ level mấy để trở lên. Thì trong đó là có cái link, là cái website để mà các bạn có thể ôn bài. Lúc đó là Hào qua Mỹ là Hào lúc đó đã được học năm đại học thứ 3 rồi, nên là toán mà từ cấp 3 là quên hết, không có nhớ gì hết. Nhưng mà lúc đi học á, thì bên này á, nó có một cái gọi là financial aid, là cái này là tiền của chính phủ, nó sẽ cho bạn đi học. Ban của Hào thì nó bắt Hào phải học full time là học 12 credit, thì mỗi một lớp trung bình là khoảng 5 credit một lớp, thì phải học 3 lớp. Tụi nó bắt phải là ở trong Washington, là cái state Hào ở đúng một năm thì mới được qualify cho cái financial aid. Nhưng mà không hiểu cái hệ thống như thế nào, thực sự lúc đó Hào qua Hào cũng chưa ở được một năm nữa mà Hào đã có cái tiền đi học rồi, thì cái financial aid nó sẽ bảo trợ cho bạn đến 4-5 năm thời gian học đại học là hoàn toàn miễn phí. Nó sẽ cho bạn, nó sẽ trả tiền tất cả cái tiền học của bạn, và nó sẽ trả cho bạn một ít tiền để có thể như là đổ xăng, hoặc là mua sách, hoặc là xài chi tiêu lặt vặt. Nhưng mà không có đủ để mà cover hết những cái mọi thứ sinh hoạt hàng ngày đâu, nên là bạn phải đi làm. Mà chưa hết nha, cái này là Hào học được á, là các bạn nhớ hồi nãy Hào nói là mấy bạn du học sinh á, là phải đóng tiền gấp 3 lần người ở Mỹ, đúng không? Nhưng mà trong cái hạng mục mà đóng tiền á, sẽ là có du học sinh, rồi có người dân ở đây. Cái khúc giữa đó là ví dụ như bạn đến Washington, bạn ở từ một cái state khác như là New York chẳng hạn, thì bạn phải ở Washington đúng một năm để mà cái tiền học của bạn sẽ trở thành cái resident, là cái tiền học thấp nhất. Còn nếu như bạn mới dọn qua mà bạn chưa ở đúng một năm thì bạn sẽ phải đóng tiền học ở khúc dinh giữa, là mắc hơn khoảng 30%. Rồi du học sinh là gấp 3 lần tiền người ở đây. Thì các bạn nhớ là nếu như các bạn ở cái nơi bạn ở, ví dụ bạn dọn qua Washington hay Seattle hồi nói đi, thì các bạn ở được một năm thì bạn phải nhớ là lên coi cái tiền học của mình, rồi mình sẽ yêu cầu nó là mình làm một cái đơn rất là dễ để mà giảm tiền học xuống để đóng được cái mức thấp nhất, thì các bạn sẽ dư được cái tiền của financial aid ra cho các bạn thêm nữa để mà có thể trang trải cuộc sống hàng ngày. Ở bên này được một cái là
những cái người mà làm ở trong trường là có những cái department khác nhau, và họ sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà làm giấy tờ, hoặc là sẽ chỉ cho các bạn. Nên là các bạn nhớ là đừng có bao giờ mà ngại, mà nếu như mà mình không biết hỏi, ngày xưa khi mà Hào không biết financially đó các bạn, mà tiếng Anh đâu có giỏi đâu, là Hào phải nhờ những cái đứa bạn ở bên Mỹ qua Mỹ trước. Sau đó đó là ok, bây giờ tao muốn hỏi như vậy, làm sao hỏi trong tiếng Anh, cái là cái nó viết ra, cái học phải viết lại trong cái tờ giấy. Mà các bạn biết á, là cái văn phòng Financial Aid là mỗi một buổi sáng mở lúc 7:30, mà 7:30 nó mở cửa đó là đã nguyên một cái line dài, thật là dài, trong xuống như một cái hallway rồi. Nên là 7 giờ họ sẽ đến trường và có mặt ngay đó để là cái người xếp hàng đầu tiên. Mà ngày xưa không có biết tiếng Anh, mỗi lần á mà đi lên Financial Aid là run cầm cập như vậy nè. Tại vì lỡ mà nói người ta không hiểu, rồi cái bây giờ cái thông tin mình muốn, vì đây là tiền học miễn phí mà bây giờ mình không hiểu thì ta chết rồi. Thế là nhờ bạn viết cái tờ giấy những câu hỏi, đưa cái tờ giấy những câu hỏi này cho nó. Sau đó nó viết lại những cái trả câu hỏi, trả lời câu hỏi cho mình, rồi đem về nhà lấy từ điển ra dịch. Lúc đó là một cái khoảng thời gian rất là thử thách, tại vì có sự giúp đỡ của gia đình, nhưng mà các bạn ơi, đó là một cái sự là phải tự thân vận động. Bởi vì nhớ một điều là qua Mỹ là phải tự thân vận động. Nên là ngày xưa là để mà hỏi được một cái vấn đề mà họ không hiểu á, là mỗi một sáng thứ hai đến thứ năm họ đi lên trường, 7 giờ sáng họ có mặt ở ngay cái chỗ đó xếp hàng. Mà cái mắc cười nhất là cái bà Financial Aid đó, bà gặp mặt Hào riết á, mà bà chán luôn. Tại vì cái Hào cứ hỏi một cái vấn đề, hỏi tới hỏi lui, tại mình không hiểu, mà bà cũng trả lời tới trả lui. Hào mình biết là bà bực luôn á, nhưng mà bà rất là nice, nên là bà chỉ cho mình là cuối cùng mình vẫn hiểu cái vấn đề đó. Và Hào cũng hên là có những người bạn ở bên này chỉ Hào làm cái form làm trên website như thế nào đó. Thì các bạn nhớ là nếu như mình không giỏi tiếng Anh, đừng ngại, đừng mắc cỡ, bởi vì mọi người sẽ có thể nhích một thời gian để giúp mình, và đây là cái lợi ích của mình, và mình nên là phải làm, đừng có mắc cỡ nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ trở lại cái vụ mà lấy lớp học nhé. Chắc chắn là lúc đầu Hào qua thì Hào học full time khoảng một quarter, nhưng mà sau đó đi làm thì lại phải học part time. Nhưng mà các bạn nhớ là đừng có nên là phải vội quá, là ai mà người định cư là qua đây cũng phải vừa học vừa làm hết. Khó mà có thể là học full time rồi đi làm full time đó các bạn ạ. Thực sự là rất là đuối. Thì các bạn cứ cho thời gian mà mình từ khi mà qua Mỹ đến tốt nghiệp college là khoảng 4 đến 6 năm đi. Nếu như mà ai mà hên á, mà có người nhà lo từ A đến Z đó, thì các bạn chỉ cần phải đi học thôi, các bạn không cần phải đi làm. Nhưng mà Hào khuyến khích là các bạn nên đi làm, tại vì khi mà các bạn ra ngoài, các bạn đi làm á, các bạn sẽ học hỏi được rất là nhiều thứ, và bạn sẽ học thêm rất là nhiều tiếng Anh. Hào sẽ nói về cái tập mà đi làm ở những cái tập sau, và sẽ kể cho bạn rất là chi tiết Hào đã làm như thế nào để mà có việc, hoặc là ra sao để mà có được một cái chỗ ở ổn định, có được cái nguồn tài chính riêng cho mình mà có thể tiếp tục đi học. Đó, các bạn thấy chưa, Hào vừa chứng minh cho các bạn biết là đi qua Mỹ định cư và du học tiếng Anh nó quan trọng đến cỡ nào. Nên bạn nào mà có ý định hoặc là chuẩn bị đi qua Mỹ, bây giờ đại dịch đang có, nhưng mà sau này chắc chắn thế giới mở cửa lại, thì đây là, nếu mà các bạn xem được cái video này thì nhớ là chuẩn bị cho mình một cái nền tảng Anh văn ok thôi, đủ để mà mình có thể giao tiếp cơ bản, chứ không phải là để như Hào là chật vật, là rất là cái cảm giác mà mình sợ người ta nói mình không hiểu, và cái cảm giác mà mình không biết nói gì với người ta, cái cảm giác nó gọi là awkward á, nó mắc nó kỳ cục lắm, nó xấu hổ. Mà mình tự trách bản thân mình là tại sao mà ngày xưa mình không chịu cố gắng mình học. Và tập này của American Chuyện Chưa Kể cũng đã hết rồi. Lần sau họ sẽ kể cho các bạn nghe cái lúc mà họ qua Mỹ đi kiếm job như thế nào, rồi những cái thăng trầm đi làm ở bên Mỹ nó sẽ ra sao, những cái quyền lợi, những cái lợi ích mà mình có được mà mình phải tận dụng. Các bạn đừng quên là theo dõi tập tiếp theo nhé. Nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này cũng như là cái video này, đừng quên để nhấp like, subscribe, chia sẻ rộng rãi, đừng quên để lại những comment cho Hào. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào.